Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Hôm nay Toàn Máy Bãi hướng dẫn cho mọi người mua lam xích dành cho máy Estin 024, 026, 381, 382. Mọi người dùng lam, bất kỳ một cái lam gì dành cho đúng chuẩn cho dòng Estin, nó đuôi lớn và cái khe lam, cái chân này nó là 12 ly, chân lớn. Thì mọi người đi cắt xích thì mọi người chỉ cần ôm hết cái vòng xích vào trên cái lam, và mọi người cắt dư ra cho Toàn là 6 chân xích. 6 cái chân xích này là mọi người về ráp easy luôn. Đó là đồng xài cho đồng tiền 3/8 - 7 mọi người nhá. 3/8 - 7 thì mọi người có thể là gắn vào một cái là không cần phải điều chỉnh cái bất kỳ một cái thêm một cái gì hết. Và mọi người lưu ý rằng là lam đuôi lớn và khe lam lớn dành cho Estin, tức là mình không có chế cháo gì nhá. Không có chế cháo gì, ráp vào là easy luôn. Không phải chế cháo bất kỳ một cái gì, chỉ cần cắt dư ra 2, 4, 6 chân xích là mọi người có thể đáp vào easy và chạy ok luôn. Và đặc biệt là những cái lam như thế này, mọi người đi cắt hay đi xẻ thì mọi người lựa chọn cái lam và cái xích nó khớp với nhau, nó cái độ lắc nó ít, thì thực sự là cái máy chạy nó rất là im. Cái thứ nhất là nó im này, xích nó không lắc không kêu này, rồi cái đường cắt của mình nó sẽ thẳng hơn và nó sẽ lái cái hướng xích đi theo một cái đường lái nhất định của mình, và cái độ rơ của lam xích nó không có, thì nó giảm thiểu cái gọi là cái tình trạng khép mạch kẹp lam cưa, rồi cắt bị xiên bị cong đó. Mọi người lưu ý giúp vậy nhé. Tất cả các loại máy 381 thì nó đều xài bước xích là 3/8, thì có thể là mọi người lấy -7 - 8 đều được, vẫn sử dụng được. 381, 382, 660 thì nó đều sử dụng 3/8 - 7 hoặc -8, thì mọi người điều chỉnh theo cái việc công việc của mình. Đi cắt lam dài thì mọi người xài đồng tiền -7, và đi cắt lam ngắn thì mọi người xài đồng tiền -8 cho nó nhanh, tức là cái độ tốc độ xích nó chạy nhanh và cái lực của máy phát huy nó tốt hơn. Rồi còn nếu như mọi người là sử dụng lam dài, 381 sử dụng lên lam dài, thì mọi người nên nếu mà đi cắt thì mọi người chỉ nên dùng cái đồng tiền -7 thôi, cái nhông đồng tiền đó, số 7 thôi, đừng lấy số 8 nó to hơn, cái tốc độ xích chạy nhanh hơn, nhưng mà đồng nghĩa cái máy nó sẽ bị ghì lại rất là nhiều, vì mình cắt cả cái lam như vậy thì nó nặng máy. Thì mọi người lưu ý chọn lựa chọn cái đồng tiền phù hợp với cái công suất máy. Nếu mà máy cũ quá rồi thì không nên xài số 8. Còn zin nguyên bản của cái dòng 660 thì nó đã dùng cái đồng tiền -8 rồi. Cái đồng tiền số 8 là nó lớn hơn một số, lớn hơn một chân, thì tốc độ xích chạy rất là nhanh và cái lực máy của nó đã tốt rồi thì nó hoạt động ok. Còn nếu như mà một cái máy mà gắn tầm cái lam khoảng độ chế 1-2,5 m thì tốt nhất là nên sử dụng cái đồng tiền nó, vì mình cắt cả một cái lam dài như thế, cái lượng mắt xích nó tiếp xúc vào cái mặt gỗ nhiều, thì mọi người nên dùng cái đồng tiền nhỏ thôi. Cái độ tốc độ xích chạy chậm lại nhưng mà nó sẽ kéo được, nó sẽ rướn được nhiều hơn. Rồi đó là cái chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm của Toàn Máy Bãi thôi, để cho mọi người có thể đi mua xích nó sao cho nó phù hợp. Thì rất nhiều anh em mua xích về nhưng mà lại phải về đi điều chỉnh lại, nó rất là mất thời gian. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn Máy Bãi. Xin chào mọi người nhé, chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ.